cua nữa cả nhà ơi. 250 kg. Chào cả nhà nha. Bữa nay mấy anh em vô đây kiếm mớ hết đây. Còn con nữa cả nhà ơi. Con nữa hả? Hai con luôn mà. Nó hai con mà. Kiếm mớ hết. Nói chung là bữa nay kiếm có cái gì bắt cái đó. Còn cá lóc nữa cả nhà. Gì nữa? Nào ơi trời. Hello cả nhà, hello anh Tám, hello chị. Hello anh Thanh. Hello. Ba sao? Chào cả nhà. Anh Tú cũng đang chạy theo. Chưa tới cả nhà ơi. Giờ anh em vô làm lương xương. Trên kia có cái hang nè anh Tám ơi. Một con cua nữa cả nhà ơi. Trời. Không lẽ cua bên kia nó dồn qua đây? Dồn bên đây à. Cả nhà hỏi mà anh em bắt cua bên kia á. Đó, bên đó bên đó đó. Bên này qua kế bên. Bự không? Được. Cua cái này mập lắm cả nhà ơi. Đó. Ý. Không lẽ bên đây anh em mà dính cua nữa ta. Kè nữa kìa. Hai cái đồng lục nó tiền. Bên này có không? Sâu không? Hôm nay mình có đem xuống đó. Đem xuống bắt cua thoải mái được. Cua hết có gì mình bắt cái đấy đi. Ừ. Sâu rồi xong ơi. Sâu mà nhỏ. Mình xuống đi. Bữa nay tao cho mày sâu nha. Kêu ba lên xong thọt tay chống được. Đây nè, hang này ngon nè. Đây mình dẹt cho nhiều con cá lóc rồi ta. Cái hang này láng rồi nè. Có cua nè. Trời ơi, hàng láng như anh Tám. Cá lóc không? Đúng rồi, học được rồi, cá lóc này gì tha hầm bây. Nhưng mà cá lóc này tha hầm dữ lắm mà. Dữ lắm mà ngon. Hàng cá. Bữa này có xuống theo cả nhà ơi. Kinh doanh thêm một cái xuống nữa mà. Thấy chưa? Được rồi. Được không? Được rồi. Tao cho mày bữa nay trốn ngang. Ba chứ mày. Kình không? Chút xíu bỏ ơi. Thử rồi. Chắc con cái quá. Có bài cua không? Có bài cái. Cá. Con cua nữa đó. Đây cua nè. Yên tâm. Cua. Bữa nay bắt ếch nha. Ếch nó cua nha. Gì? sao thằng Lương thôi đây rồi đang ra ngoài kìa. Có vô không? Vô tiên kiện chỗ ra con cua nó bà. Thôi giờ mình đi bên kia bắt ếch đi, chơi đi dài đi, có thằng kia chơi nữa. Này kiểu gì có cá nè. Thằng Lương nữa gì anh ta? Lương nữa. Trời. Nhóc. Lương nó giúp vô đây nè quên. Hàng này con cá hay sao? Đâu, hình. Hàng cá đó. Lương bự anh ta. Bây giờ ơi. Cá của. Lú kẹt kìa. Con này. Nhìn hai con này. Nấp bạn, đây nè. Gần. Chị ra bạn ơi. Hello, chào bạn nha. Lương anh Tám. Tới lên Tám ơi. Ở hàng này cũng được anh Tám ơi. Ê Lương bạn kia. Lương đâu? Lương. Dân gì? Dân gì à? Con gì trộm chân chung. Trời ơi trời. Ôi, cái gì vậy? Không, chứ mì dệt qua đây đâu đi vô chưa? Đây láng qua láng mà. Trời hết hồn anh dưới trời. Nó con Lương dễ bắt vậy? Hết hồn cả nhà ơi. Anh lát con nhấn chung á. Vậy rồi, vậy hang nhấn chung lên Tám ơi. Anh Tám móc này động qua ra đó đó, dừng cặp lên lên anh Tám. Con Lương vô ăn nhấn chung á. Ủa, nhấn chung vô ăn Lương á. Vậy? Có chừng hai con á. Tới trên rồi kìa. Trời ơi nó láng. Tám ơi, về xong ơi. Kìa. Chừng nó trở lên kìa, không hay đó. Cùng hả? Cùng rồi. Vì là ngắn là nãy thường nó xuống rồi. Kiếm cái kỹ không Thành ơi.
Trời khóc nữa nè. Đâu? Trời ơi. Trời. Cho cái kỹ á. Này thả hầm xuống ốc ha. Ừ. Cá lóc nữa nè. Nổi một trời. Nổi một. Nguyên cái là mày của nó. Còn nữa. Được không? Hả? Thôi dành đi kỹ đi bà con ơi. Một con nữa. Cái chừng con nữa đó. Đây đây, một con nữa đây, con cua luôn. Nữa, con cua gì ăn. Đâu? Thôi, cua đó. Đây, một giàu rồi cả nhà ơi, hôm nay bữa nay đủ thứ rồi. Đâu có đâu. Cái lóc nữa. Ơi, có hang, có cá cua ơi. Ôi, cái này nó dồn dồn vô đây nhiều lắm nè. Dồn đây còn nhiều lắm, anh em cầu kỹ nha. Rồng hả? Chỗ này nước nhiều ra. Ở đây hang này chỉ có cá đâu không Khanh? Có hang là có đó. Ơi, lấy vô. Hang này có cá nè, anh mới đụng thử rồi. Ô, cá lóc nha. Ủa sao bắt cá lóc mà bắt cá con không ạ? À? Bày một mà anh đắm. Hang này nè, anh đắm. Mệt luôn đó. Bên đây có lừa cái quần kỹ chưa? Vô mà. Rồi thả. Cái hang này có cá lóc nữa nè. Vô rồi, lóc hang cái gì anh ta. Cái gì đó bóng vậy? Cái này dẹt ra nha. Ừ. Đây hang cái nào? Đây hang đó cái gì có cá lóc á. Con cua. Con cua. Con hang láng rồi đó nhà, không biết cái con gì vậy. Láng dữ lắm láng. Cá lóc vô luôn già quá. Rồi mấy anh thục cua đi, đầu cái gửi lên cho má sáu nấu người cua, sáu gửi lại cho mình. Ồ, cá lóc. Lóc hả? Bự nha. Bự không? Bự không? Ý mà bự cua không mấy con bự. Ồ, bự hơn có mấy con nãy. Ngon quá. Còn còn nữa đó. Thằng này giống con gương nữa rồi Thanh. Câu kỳ kỹ chút nữa. Từ từ hả? Cô bổ qua đây nè Thanh. Nó cũng vô đó, trung tâm đó. Không có hàng này. Phải cái này của bà nội nghe bà Sáu ơi. Có chừng nhấn chung nữa nghe. Ồ, cái vô không? Vô nhỏ thả anh Tâm ơi. Nhiều. Sao đây? Cua thì từ đây. Cua nó gãy cả hết. Làm nó gãy ngàn hết hả? Chết luôn. Quẩy luôn. Con gì nó láng dưới. Ở dưới đó có bể cho kìa cả không Thanh? Cũng như vậy. Nó láng kìa. Mấy này có lương xì luôn á. Làm gì không có lương? Có ít ở. Có ít Thanh? Vô ít ở đi. Nè, ơi. Gì vậy? Gì vậy? Chưa thấy hình luôn. Nào. Mới thấy ổ trơn. Đây đây có cái hàng người ta phòng xuống hả? Xuống rồi, hàng xuống. Tụi nó mất tiêu cái lóc nha. Cái lóc bự á. Bự không? Bự á. Bự có một cái luôn. Rồi còn nữa đó. Hết rồi, cùng rồi. Mấy chỗ này có lương xiền á mấy ông ơi. Tại mình không thấy được mình bắt nó thôi. Chị chỉ láng vậy. Đất bên này nó mềm hơn đất bận kia. Nước nhiều hơn. Sao gì không có lương ta? Lương mà bắt không được đâu. Ơi ơi ơi, con lương nó gì đó. Ốc, ốc có chuối nó quậy cái lỗ hả? Ừ, lấy cái này nè. À, dưới đó bên vùng dưới hả? Có hang bên kia không vậy? Bên kia mà gì cháu không bảnh nè. Mới bự em cái này bằng gì cháu sình dữ lắm nha. Có cá chỗ này hay gì nè, cháu sình đây lùm nè. Đó. Ơi thấy vậy tính vậy. Nó vô quá. Nó kia. Đây. Cua hả? Cá bọng gì đây nè, nó quậy sình lên không nè, xong. Nó làm hang ở trên ha. Nè. Hang này con cá gì nè. Con cua nữa nè. Đây nè. Cua hết. Đây. Giữa thì sạc xuống chút nha. Còn cua hay gì? Trời ơi. Cái gì vậy? Sao hang đục dưới thằng á? Coi hang này coi. Ui sâu quá, sâu à. Coi hang này coi. À, bên kia kìa, bên kia kìa. Đó. Phật phật bên kia kìa, phật có cái lóc. À.
có cái hay lên. Lên hả? À, con cái gô. Cùng chưa? Mới có cái gì chổng không biết. Xuống. Ai cho đi xuống hả? Không phải đơn giản là cái vô đâu. Còn hang la thông không? Còn con cá lóc trong này hay gì nè? Bự không? Chắc bự á. Đâu? Hang sâu vậy không có đơn giản đâu, cá nhỏ đâu. Quên xuống à. Xuống à. Xuống. Ở đâu đây? Đó đó. Lúc cái tay. Cái tay nha. Coi chừng cái tay, lấy cái tay sao chỗ này. Mấy cái hàng nó có cái hàng lương. Có hàng lương xiền luôn mà mình bắt không được á. Tại đất nó dẻo, nó mềm quá anh Tám. Mình móc không được. Có chỗ rồi đó. Ok. Nước còn bự bự lên nè. Hút con lương cho bá đi. Cá lóc. Được. Rộng mặn nữa rồi cái gì thôi. Cá nguyên hả? Nguyên bài đó. Nguyên bài cá mà rộng. Mắt mấy con đều đi. Cho đút cái đầu vô á. Nó đút cái đầu vô nó mới được, đây nó chột vô mà. Thôi được. Cá lắm lùi à. Thả ly nó đi. Cá lúc nào đâu phải đút cái đầu vô. Ai chứ xong rồi lại nữa. Nó còn đó không? Đó rồi. Dạ miếng còn hang là còn đó quên. Dạ khá rồi nha. Nước nó còn là nó chưa rút dưới á. Đó, lụm lên Tám ơi. Lụm còn lại. Nó không có ớt hả ta? Ê, chạy đâu ra? Quá sầu à. Ủa, tôi chạy đi chơi chú ơi. Lấy cây sổ nè. Con cua nó bự. Cua gì đây? Cua. Còn cá. Trời ơi. Dữ thế anh. Không thấy à. Con cua nó. Nó nằm bùng bính. Bự không? Hồ gỗ của cô cái nó bự. Ê, trời tưởng hết hồn tưởng nó kẹp. Xuống nha anh. Mấy ăn xong. Hử? Tú vô kìa. Vào anh Tú ơi. Bạn thêm luôn. Hai con cá rô. Nổ quá. Thằng cái gì nó ớt, cái lương cái gì. Trời ơi. Lụm con rắn anh Tú ơi. Nhanh chung, chà bá luôn. Nửa ký. Cua anh Tám ơi. Cua hả? Ở đây nè, tay nhỏ quá. Đúng rồi. Đúng rồi đó, ta ngõ đụng đó. Hả? Ngon. Ừ. Hàng quá nhỏ. Có này ta. Hello cả nhà nha. Cái ghê à. Con này khó bắt quá thôi này. Gắn lên. Thử thử lấy xuống mình thử. Cái môn. Được không anh Tóc? Lên Tú nha. Ơi. Cua nữa hả? Cua nữa nè. Cua không ạ? Bên này lấy cái xuống hả? Hên quá cái nhà ơi. Gì vậy? Cá lóc. Một con cua với một con cá lóc. Cái này cá lóc mà giúp lên đây trời. Khuyến mãi thêm một con cá rô. Thôi cua bự. Ây da. Sao anh Tám tình hình căng hả anh Tám? Để bắt được rồi xong à. Trời ơi, trời ơi, bự. Cái lóc kìa, trời ơi, cua kìa. Cái càng bị gì vậy? Lóc à. Gãy. Gãy kìa. Ủa, qua xong, hay gà. Hay không? Chú bắt cá là bắt gà. Gãy gàng quá. Dư lắm, dư lắm, dư lắm.
Ôi tắt. Hả? Cua hoành kia đây nè. Nước này chưa rút xuống nó còn cá cái này nên tốt. Bữa nay nó cua gì? Cua dữ lắm, cua. Bữa nay trúng cua rồi. Bữa nay là anh em mình đi bắt ếch nha. À, đừng cho nó gãy cái càng lại cái. Cần nữa hả? Cần không? Cần đâu? Cái. Cái là bự dữ à. Cái. Bữa nay anh em mình bắt ếch nha cả nhà ơi. Bắt ếch mà tự giờ chưa được con ếch nào chưa. Cua cá lóc rắn không à. Ếch ở ngoài. Ếch cho bà bên đó là mới có đó. Có sao gặp vô đó rồi hai? Nung lắm hay sao? Xuống cầm không? Xuống kìa. Lưng kìa. Mình lật hàng là có nè anh Túc. Ây da, gì đấy? Lại có mấy hàng lương này kia anh Túc. Móc nổi. Nó đi bà bạ không? Khó trời lắm. Bà họ dính nó chung. Hồi quốc hồi dính chân chung luôn. Chỗ nữa. Gì vậy? Gì đây sao? Bên đây nó dày hơn bên kia nó chạy. Nó chịu héo quá. Đó, con cá đó. Đụng cá đó. Cá lóc. Bởi không? Sao vậy? Lập dưới sông rồi. Miết. Còn nữa. Trời ơi. Gì vậy? Cá lóc bự. Bự không? Đúng con đó kìa. Thôi. Giàu đúng rồi. Nó còn hay lên kìa. Bữa nay không có anh Dương quẩy giọng rồi cho bà chạng nó quẩy à. Trời ơi. Con cua đâu đây vậy? Cua đâu rồi hả? Đâu vậy? Trên tắt luôn trời. Cua con hang dữ quá. Con trùng quá. Dữ lắm lăn rồi. Ê dạ. Cái chung nó cái này ơi. Rồi. Cùng cái gì vậy? Láng nè. À hai xuống cái gì kìa? Phải không? Có xì xịn không? Tôi xuống đây gì anh Túc? À hai gắn nè. Còn láng. Cùng hả? Ừ. Cái nó có dài 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 nó thôi. Cái chung bự hết sức bự luôn. Cái chung gửi vòng vòng đây nghe bà con. Đó, khoảng cái lóc hai bà con này nè. Có không? Hai vậy? Hàng là có đâu rồi. Ba con gì hàng ba con gì sao? Trời ơi. Lụm cua. Tôi không bắt cua, tôi bắt cá lóc phù. Còn gì nữa không? Cái hình căng thẳng quá cả nhà ơi. Bữa nay anh em mình bắt ếch nha. Trên chỗ bên chân Minh Thanh bên đó có hàng gì không ha? Kiếm con rắn trùng đó cho nó đủ một cặp. Thấy vậy chứ chăn chung không phải dễ chơi đâu cả nhà ơi. Hên lắm đó con đó. Nó mà chịu dùi rồi là bó tay. Nó dùi nhân lương. Nó thu nhân lương. Nó giật tạm theo viên mới hên. Nó trò da chứ thấy nó chú vô rồi mình cũng khó ăn đó. Trò da ngay chân cái hang em bên em đây. Nó biết tôi đã chạy ra đó rồi. Thấy không? Thấy mặt con cáo nổi quá. Là làng tôi. Tưởng là con lương mà. Lương sao dễ chơi dữ vậy? Một con cá vô. Hai con cá vô. Dưới mắt. Và một con cua. Hàng quá nhỏ rồi. Chị sủi cua quá rồi. Thôi chắc là cua nhỏ bỏ lên đó. Hai là bà nhóc. Nó lớn nhỏ rồi. Hai nhỏ thì cua đâu có nhỏ. Nữa đâu trời trời như được gần luôn hả hàng nhỏ mà lại nó có vỏ đôi lúc nó nhỏ mà không nhỏ ha cá gì vậy ụt trước trời có cái con cá chạy trở nó vậy
hơi bị kỳ anh Tú. Tú kiếm lương. Có lương cũng khó chơi lắm. Đất này nó lúng quá trời lúng. Ôi cái này cạn dữ rồi. Con cái gì là bấy lậu đây đó. Anh giọt giọt cũng sớm rồi. Đó. Đây với đâu. Có hàng học rụng rột phải không? Có hàng là dúng rồi. Có dữ xong. Trời ơi không cua quá. Cua hả? Cua mới sầu quá anh Tám không bắt không. Cua bên đây nè, đúng rồi đó. Nhìn đâu? Có nước rồi kìa. Cua chứ đâu. La biết cua rồi. Bắt cua khắp la. Dên là nhau la. Bự chắc cua bự á. Dưa dừa không được. Tấm chán. Các bạn nghe lớn lắm mà. Này gì cho mày lắng vậy? Nè, nó rớt cái đây nè. Đâu? Chỗ nào? Ồ, cá lóc à. Mày lắng gì vậy? Nhưng có cá lên ha. Nó bắt kêu rồi. Nó kêu là bằng con cá lóc à. Này, đây, ít hang dưới rồi. Ừ. Nó rút ở dưới nhiều hơn chứ. Đang ra mà ra sông mà. Ta trốn vô sông rồi ải bị cua đây nè. À, này nó xíu à. Chắc là chắc ăn con cua. Quá nhỏ. Ừ. Ồ, con cua cái nó bự. Thôi. Cái gô nó vô trong tay trời. Hay hồi vô vườn xài rồi bắt đi. Vừa mát mà kiếm vài ếch bự bự á, ếch bự trong những nó dồn cái vườn nữa đó các bạn. Anh em bữa nay này quyết định là đi bắt ếch trong đó đó. Nhưng mà thấy đây mấy cây dại đây luôn. Hết hồn cá lóc bự trời. Hết hồn kia luôn. Một ký lô luôn cả nhà ơi. Dữ lắm cá lóc nó bự. Thôi đem ngoài mình bỏ vô nước mình rộng cái đi. Cái này nó nằm ngon lắm luôn. Ừ. Em nhìn thấp. Cua. Ủa. Thấy con cua nữa nè, chắc ăn cua nè. Mấy con gì đó không à. Mình cho chó chạy dưới chỗ mà. Cấp là quên là có không có con cua anh em cấp la mà quên là bắt cua cấp la hả. Ừ. Nó kẹp không là không đau không đau mà rút ra chảy máu không à. Hai đây kênh Tám bắt con cua này đi mày bưởi kênh luôn kênh cái kênh cái mà bự vậy nè. Cua mập lắm. Ít quá à, quá lũ rồi. Trời ơi, bự. Vô. Trời bá luôn. Lụm hả? Có anh đâu? Có con cua. Bự không? Trời ơi. Hai con đó, hàng này hai con đó phang để khám lại cái nữa. Khám. Vào rồi cả nhà ơi. Con nữa nghe cả nhà. Rồi, con gì? Cua nữa nè, đụng con cua đó không biết trong đây có ếch không. Cái gì ba con như vậy? Có chừng mấy cái vỏ ốc này nè. Mình cọ vô rồi dết thịt đó. Hình như nó quá có ếch nữa nè. Phải không? Thấy cái xuống này kìa. Xuống anh Tú ơi. Tính đi ra mà ra không được luôn á cả nhà. Có cái cua. Thôi đợi xuống đây bắt đi. Có cái hàng đây nè. Đợi xuống đi. Ơi, đây có cái hang nè. Ơi, hang này hang ớt kìa. Hang ớt à. Trời ơi, mày trốn đi. Để đào lên anh Tú ơi. Khoan, anh Tú nó bắt thằng kia kìa. Để đi. Để đi chứ hồi đào xuống nó khỏe không anh ơi.
cua đó. Cua đâu? Trên kia luôn. Thằng kia lụm hết, chắc cú luôn anh Tám. Năng lượng à. Đâu? Cua rồi. Đấy, đấy, đấy. Hai ba ngã là hai ba con đó. Ba ngà ớt luôn nha cả nhà ơi. Ớt rồi trời. Ăn là như ngầu. Ba con cua đó, ba con cua đó. Con ớt hay vậy? Ớt ớt bự. Ăn nha. Nắm lại. Đây là đúc. Lết giờ nó ở bạ không à, thằng cua không à. Thằng láng lắm. Nặng mơ chứ ăn đó. Cua đi ra nè. Thằng này có hết xiên luôn nè. Cua không có. Hả? Một trận cái hang gì ba con cua con ớt. Dồn mà. Khủng rồi chứ. Ơi hai ba hang anh Tú ơi. Thôi đây thọt thử coi. Sâu dữ vậy? Sâu ở đảo đây nè. Hang này cùng rồi, hang này cùng rồi. Hang này cùng hả? Ừ. Không có ớt chạy. Hang có láng lắm hả? Ờ cùng luôn. Kỳ vậy? Đi lên cua này qua đó nha, đám dỗ. Tôi qua đây nè. Thằng Lá, vũ qua nhậu ta. Đây đây cùng hang nào. Rồi hang trống này nè quên. Đâu? Có hang nào đây đâu. Ủa? Ồ có. Trời không có trời. Sao láng lừ vậy? Có hang đó không? Cua. Trời ơi, đi xuống tới đó luôn hả? Chắc cái đầy khô quá, chịu nổi xuống dưới không anh? Thử cái nữa. Trời, cục bự luôn rồi. Kết. Rồi, cùng luôn rồi. Con này khô nè, dút xuống dưới nè. Không bao giờ. Đi dài dòng nhanh rồi, có kiếm ếch luôn rồi. Ừ, thấy ngon á. Có rồi nè. Cởi khỏi vườn xài ha. Chút lên hả mà nếu mấy mình đi vườn xài sao? Chứ để gì mấy cái này chết hay sao? Mấy cá lóc. Dễ gì. Thấy chưa? Cầu nghiêm đó. Quá sao? Trời ơi. Nữa, nữa. Cái gì cái gì mấy quậy vậy? Nữa. Cái làm cái chiều tới. Nó làm cái tóc đây nè. Ém qua bên đó đó. Ừ. Lại cho người ta luôn. Lắp lại chứ. Lắp cái này, mình này lắp lại. Cái gì chỗ đó lúc anh? Cua bít đồn nhóc trên nè. Với hai bít đồn hay có ếch đúng không? Cua. Nhớ đi. Rồi vô cái đây. Ở trên có hang đó vậy? Quá đau lòng cả nhà. Cua, cua hả? Cái gì mà được con cua bự không? Kẹp nữa chứ. Con cua này nó xiên nè. Mà bữa nay nó xiên nó cũng chết luôn nữa. Rồi rồi đi anh em từ từ vô. Ít biết cái hàng này là con cua. Chết đợi đó hả? Đắt bên đó luôn luôn đó. Tại sao mình líp lại cho cô chú Diệu Khanh. Anh Tám đây hang gì nữa anh Tám ơi? Hai ba hang luôn nè. Anh Tám. Có cái xuống đó không ạ? Cái xuống đó đang hả? Có tiền rồi con cua nha. Bác sĩ ơi. Đây đây đây, cầm đáng luôn. Anh cầm đi. Hai con cua luôn cả nhà ơi. Ếch ếch ếch. Bự không? Còn ếch nữa bác sĩ ơi. Vừa vừa. Mày hả bưởi? Ôi ôi. Ở đây ngon ngon không quê? Hay quá quê. Kìa, đó hang đó kìa. Tôi hơi tôi quê, tôi bắt đòn ếch không. Ếch à? Hai em cua một con ếch. Bữa nay Thanh lưỡi quần kỹ rồi, bữa nay lăn xả rồi. Bữa nay mà cánh thôi. Vô. À, lại anh Tú với bài xong đằng kia kìa. Đây, đây, đây kìa. Gì thục dữ anh đâu? Trời ơi kìa. Ô. Thấy vừa đang cái gì vừa đó. Cái gì vậy? Thấy được cái giọng luôn ha. Ừ để cho mấy con cua nó kẹp mấy cái lóc ủng quá. Hay còn hang này không? Hang này có ai thục gọi gì vậy ta? Gọi hang này gì cũng. Không gọi nữa. Rồi đi qua. Rồi ra. Mà nó qua đây rồi đó. Mình mới thục mấy bữa hổm với ai? Láng như thằng hả? Cua.
con ếch chứ. Không có hàng đi qua giường đây nữa không ơi. Không hàng 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 vô đó cùng là còn hàng này. Ai có ếch nữa cả nhà ơi. À. Chính cô trước đi, chính cô trước đi. Bự không, bự không? Cô chà bá nữa nè. Cua bự nè. Trời ơi con ếch bự. Gì? Bự không? Ôi con ếch bự. Dữ lắm con ếch thì cả nhà ơi. Wow! Ôi ôi! Nhỏ lớn giờ mình mới bắt được con ếch bự gì luôn à. Dạ trời ngon. Ếch này mẹ mẹ xưa ăn đẻ nữa. Trời ơi, quá đã. Giữa cho cả nhà xem. Mình lớn quá. Mà. Đây. Thằng Tám nữa, bằng tay vô kìa anh Tám. Nó bằng. Mèo, mèo. Sao thả vậy? Mèo. Căng hả ta? Thôi lẹ vô đi, hồi chẹn đi, nó vô nó lật đúng rồi. Trời, nhỏ lớn luôn á nhà, nhỏ lớn quá bắt được ếch bự gì luôn á. Tiếp lại. Dài dài đằng kia cả nhà ơi. Không, bữa nay là mình nói đi bắt ếch là có ếch rồi đó. Phải không? Có ếch luôn mà có cua luôn. Có rắn luôn. Có cá luôn. Sao không vô đó hoài trời. Ngắm vô lần ở đây vô nữa trời. Ổ cá ở đây mà. Có hàng không? Có mấy cái hàng trên như lúc đó là có. Ở trên này nè. Có ếch đó. Cái hàng ở trên đó. Mấy hàng lên trên mà đang lá là lụm đó. Ừ. Có dụng nước mà để cho nó. À, bắt con cua này cái đi. Được không? Cho cũng đạo cho. Bữa nay bắt ếch thì ghê trời. Nó dữ quá. Nó dữ. Nha anh Tám, con cua. Giọng đâu rồi? Cái giọng. Đây nè, đây nè. Nhưng mà liền bỏ vô giọng luôn đi. Hai đứa. Bỏ bỏ. Đạo tú ơi, đạo đây dữ lắm, bùng binh đây à, không biết cái gì đây. Con cua bỏ kìa. Bỏ vô đi anh. Không. Không. Cua mình ăn hết có gì liên hệ anh Hiếu. Trời hang lên nữa kìa. Hang qua bên kia nữa kìa. Tôi lưới gì? Hang xuống nữa kìa. Chừng ốc thì thanh. Gì chỗ mà quanh tới kia rồi. Ếch nữa à. Hình như là hang ba con cua hay gì vậy? Ba con cua ếch nữa đó. Nghe giấm gì vậy? Xuống cái anh Túc. Giờ bắt được hai con trước đây. Để em đợi cho. Hang cua hả? Hai con cua. Trời ơi. Cái sống bỏ xong. Hồi có hai con rồi. Cho đỡ hang kìa. À. Sao để cho nó kẹp. Bắt cua cấm la mà. Ủa là sao? Lắm rồi chàng ơi. Bác sĩ vừa tiếp tế đây. Lương thực. Nước. Này uống miếng nước đi mà tới này ơi. Mình bắt ra chắc đầy cái giọng luôn á cái chàng ơi. Biết gì nãy đem hai cái được hay xong. Ừ, nãy chưa hai đem hai cái. Nó tính bắt cua ếch không hay dính cua. Có ếch, có cua, có cá nữa. Ê, mai mốt mình đi bắt mình đem theo ba giọng đi. Thôi đem giọng gì vậy? Nhiều không có con gì để đựng như cái âm hồn cốc không? Nè nè luôn. Cảm ơn các bạn trời. Quá sáu bữa nay cả nhà ơi. Mấy cái hang trên bờ lắng láng mà chắc lội có ếch hết. Nè em ba ơi. Vô cái đi ba. Nè Thanh. Nè cầm đi cầm trái ngoài nè. Tay đâu có gì đâu. Cầm đi uống đi. Nó cầm đi cái chai hơi ấy mà. Mời cả nhà uống nước suối nha. Ừ, ngon. Uống nước mà cũng ngon vậy đó. Nhà Tám ơi. Anh em bây giờ hạn chế uống nước đá để không bị đau họng. Không bị đau họng quá cả nhà ơi. Ok, cảm ơn bác sĩ nha. Hết giờ. Dạ. Anh Tú uống không em khui ra luôn. Uống cho. Đây cái gì đang láng đục đục chỗ này nè. Đúng rồi. Có hang mà lát lát đục đục đây nè. Không biết nữa. Hàng thú ơi. Hàng luôn. Bữa nay ha bạn quận cái đáy làm ghê ha. Rồi. Con gì á? Con gì? Con cua. Ờ. Cua là hai ngang hai ngang còn nữa. Biết cái gì? Coi chừng còn con ếch. Có cua là có con ếch. Nó sâu quá sâu. Mình có cái xuống mà. Nó đi sâu dưới.
Rồi sâu quá bỏ đi. À. Hắn này hụt chưa? Không biết. Tám. Hết đi, cua đồng giờ hiếm mà. Đúng rồi. Cái gì mình đi lên Sài Gòn bán. Ừ. Anh em lên Sài Gòn bán nha. Ừ. Mấy ngày bán Trịnh Hiếu với bác Sáu rồi đó. Cho thằng gì còn có anh Hiếu thằng gì? Zin. Zin nè. Bác là Zin. Đảo với Zin với gì. Thôi nhỏ mà bỏ đi. Đây. Sầu quá sầu. Đây, con cua ba là xong. Nhìn cua ba là xong. Sầu quá. Cừ. Sao cừ cừ. Cua ba là xong. Nói nhanh nhanh cũng người ta hiểu lầm lắm á. Nó nhanh quá. Cầm lại hai ngày là tốt à. Ủa vậy là tôi chắc giọng luôn á hả? Ừ. Hai ba hai bên kia kìa anh Túc. Đây nè. Trên bên bên cạnh nè. Có hang rồi, đây hang nè. Đây hang nè. Ba hang luôn rồi xong rồi. Có cái bao luôn kìa anh Túc ơi. Có con ếch nữa. Con cua xuống rồi chạy lên. Cởi kìa anh Túc. Cua đâu? Cua nhìn thấy quá gan luôn rồi. Chạy xuống. Gặp mến sợ chạy lên đó. Sâu lên đó. Hàng xíu à, dưới cua giờ chưa? Lên lên Thánh. Không chưa có Thánh. Rồi, nhìn đó, hết không? Cua. Bự không? Có con gì đó, ơi có con gì. Trời ơi, có con gì lắng, lắp gì á. Không có hết vậy. Không chưa, hết lắm rồi. Một cục coi. Đăng lên trên bên kia. Cái xuống đẻ. Có rồi. Có, nó có ngách gì đây nữa nè. Đâu ngách gì đây nữa. Chưa. Em đọc gì. Cũng chưa. Không có gì cả. Ít thịt nó tiêu. Thôi đi đường này đi dài lên đi. Đường này nè, đường gian ốc luôn hả? Con cua mất tiêu chạy. Bỏ con cua nhỏ xíu rồi. Nhỏ quá nó liếc lại luôn. Đây mới có ốc bự à. Anh xong bưng giọng. Ây ơi. Trời, nó bà đây không có sao. Không có sao chạy. Thôi hỏi bà đây có sao không? Không, không, không. Mẹ nó khổ rồi. Cá chốt là mình lúc ngạnh mà hỏi cá chốt có sao không? Quan tâm cá chốt. Nói chung là anh em cũng quan tâm vậy cũng được rồi đi. Đúng rồi. Cạo hàng này nó quá có ếch, nó quá trời bán rồi. Đâu? Hàng này có ếch á. Anh em còn hàng nó có ếch luôn đó anh Tú ơi. Rất bự luôn á. Ừ, dữ lắm bán rồi. Anh nhìn thương quá. Éo, éo. Ồ, cái hàng vậy mà có ớt. Ngán như ta, nó đi đâu có tay quậy. Hàng nó y dạng như là cái gì nó có ớt. Nãy giờ mất tiền. Nãy giờ hên nữa ta. Đâu đó không? Đâu đó là mẹt rồi đó. Chưa. Có hàng tới không? Dạ. Yeah. Không. Không thọt tay vô cái. Vậy là còn. Con heo qua đây hay gì nè? Con heo qua đây hay gì nè? Đâu rồi? Bắt cua đi. Tới chưa? Nó không có bỏ lên. Gì không vậy? Không biết gì hết. Tình hình sao? Tình hình sao? Lấy cái tay coi. Con lằn bánh máy. Đâu lằn bánh máy chạy. Con cua đó. Con cua bò lên đây mà bự văng con cua lên luôn trời. Con cua hang mà. Bự văng con cua lên. Đây con mà không thấy con cua. Thì kiếm xiếc ngần hết mà.
Vì làm nãy xăm rồi đó. Thiệt đó. Thiệt không? Thiệt đó. Thiệt, đi tới luôn. Kiểm tra hang này mà thật. Hang này, hang đó nó qua tới bờm đây nè, kiểm gì? Cái gì ột 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 ở đây nè. Cái vụ án gì mà ột ột như đây nè. Khám nó coi. Khám nó. Có hàng vô nè. Hai ngã rồi. Có cá đó. Có hàng gì đó đó. Đây nè. Bự bự đó anh Tạm. Đó. Có hàng này. Ừ. Lúa đây các bạn xong. Rồi anh đọc tay vô coi. Ai? Gì? Cá lóc. Chết ngay. Nó lên anh Tạm ơi. Vô ai dính ai dính ai. Dính chưa? Nước nhiều quá mà. Biết nữa. Khám là ra ngay. Vụ án gì kỳ lắm mà. Biết hàng này chắc ăn là có con cua luôn à. Hay quá Tú Thanh ơi. Chỗ ở đây rồi. Cua đâu? Đi nhậu à. Ừ. Đây gì láng nha Túc. Túc. Không biết. Khoan khoan, cái gì nó móc lên cái gì kỳ lắm mày. Chẳng nào mới móc cái gì đó chứ. Có không? Có rồi, nó dập lên cái hang nó đi. Tạo cái hang này mới được. Hang này lâu quá có bộ bói vô mày nè. Có không? Ừ. Có cái gì anh Túc? Bộ bói dữ lắm hết này bự nè. Bộ bói rồi, chúng bộ bói rồi nè. Hả? Xuyền luôn. Lo này nè anh Túc ơi. Thôi nước đục bự luôn nha. Rồi không có luôn. Qua đây rồi. Không? Qua đây nè. Qua đây nè. Còn đó. 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 Còn dữ lắm nè. Còn đây mình hang hang nữa nè anh Túc. Hang trên kìa. Bự bắt này được xuống một phần. Cái tay đau. Dữ lắm láng nè. Hết. Lại xì con. Cái này bự à. Tôi dám chấp luôn. Con ếch là bự bằng ếch tôi bắt hồi nãy mới sợ luôn. Con thằng cua được lắm lấy mà không gì đây bỏ bối nằm đây éo éo nó nhạt lên mới éo được tăng 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 ta đánh nó tặng bằng bằng éo éo mình giỡn cho nó bớt mệt cả nhà ơi, trời này rất là nắng nha. Thấy chưa? Dẹp cục đất luôn á. Không mình dục lại sau lưng đi. Còn xa dữ ta. Còn hai dưới giò nữa đúng. Hai dưới giò đây. Có cái hang tôi nó cấm. Nghe có cái hang ăn lên nè. Ủa sao có hang quanh kia nữa vậy Tú ơi? Hang quanh kia nữa Tú ơi. Ừ. Rết nằm mấy đây nè. Dạ. Vì nó qua đó rồi đó. Đúng rồi. Đi xuống dưới rồi. Cái này nó nhảy ra chắc nó chạy thoát đó. Dám không à? Để xác minh lại nó chạy thoát không nha. Mất tiêu cái hang luôn mày. Gì vậy? Bắt cua ta cấm làm. Còn hang anh Tú? Xuống đi. Hang đi. Eo eo không? Eo eo. Eo ơi. Bự không? Hử? Tiếp tiếp. Trời trời cái mặt thi kỳ lắm mày, mặt nhập vào kỳ lắm mày. Cua. Wow. Không còn hết nữa. Cua bự quá luôn cả nhà ơi. Cua lắm. Bự không? Vừa vừa không bự. Sao con ếch đang xiên cái vậy? Nó không có bư mà nó bư theo con cua. Wow. Nhỏ quá. Nhỏ mà. Trời trời cái giò trời. Chắn lạnh sột trời. Anh làm việc mình ta. Đây đây em xuống em. Chưa chưa. Coi cái này là thầm chắc ăn con cua. Cái này ăn gì dữ lắm mới đục con nè. Đâu ếch gì vậy? Ếch ở cái gì? Đá không? Quýt mình tu láng dữ lắm láng luôn kìa. Ê hình như là có nước có hang chỗ gì bảnh. Đây nè có này nữa nè. Thật quá.
không nhỏ xíu không làm được. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Bây giờ mùa này đừng nói tiếng cua luôn mẹ. Tại vì nó dồn. Hai ăn luôn. Hai ăn hả? Ừ. Này con chọc con ngách. Trời, ghê nhiệt tình á. Em ăn thôi chứ. Em hết rồi. Rồi bên đây có hàng không chị? Cua bọn em. Cua như có hết nữa. Có hết. Với nó là cái nhà con cua không? Cái gì cũng hết rồi chứ hả? Wow. Nè. Đâu vậy? Hụt ra mà. Thụt ra mà. Cua nữa nè. Đâu? Phải không? Quất luôn. Hai con luôn. Hai con luôn. Hai con, con má ơi. Hai con. Hai con. Dữ lắm lộn xộn rồi. Nè, phải hai con không? Có thấy con hết luôn. Quá trời bữa nay cả nhà ơi. Thôi. Ở đâu hai con con ếch. Không nước giật xuống rồi con ếch bất kỳ nó có hang là nó ở ha. Vô. Rồi bây giờ trốn mà bằng điên vậy. Đúng rồi, nước cái lên nước nó ra. Đem phải giọng cái cho nó. Mình ra ngoài giọng cho cá nó với ếch nó sống. Đi rồi, đi rồi. Thôi, mình đi ra ngoài cả nhà ơi. Yeah. Đi. Đi. Đi thôi. Lắp cái này mình đi. Anh em nghỉ mệt rồi đi bắt cho mình tăng nữa cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nha. Ơi. Yeah.